Chấn động, Á hậu Phương Anh bắn 5 thứ tiếng kêu gọi ủng hộ trước khi lên đường đi thi. Cộng đồng mạng thắc mắc, chị sẽ chọn ngôn ngữ nào để trả lời ứng xử? Dù kín tiếng trong suốt thời gian đương nhiệm, nhưng Phương Anh vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ đông đảo từ khán giả. Bởi ngoài vẻ đẹp hình thể, ở nàng hậu còn toát ra sức mạnh tri thức khiến nhiều người thán phục. Minasan konnichiwa. Watashi wa An to shimasu. Watashi ni tohi o shite kudasai. Arigatou gozaimasu. Bonjour à tous, je suis Phương Anh et je vais participer au concours Miss International. Et votez pour moi, s'il vous plaît. Merci à tous. Hola, comment estás? Vote pour moi, por favor. Hello everyone, my name is Phương Anh and I will join Miss International at the end of this month. And it will be my greatest pleasure if you vote for me to be your favorite contestant to get fast track to the top 15 along with other beautiful contestants of the competition as well. Thank you. Xin chào tất cả các bạn. Là cuối tháng này thì Phương Anh sẽ lên đường đến Nhật Bản để tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Và Phương Anh mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ cho Phương Anh bằng cách là tải ứng dụng Miss International trên App Store hoặc là trên CH Play. Và cổng bình chọn sẽ mở từ ngày 30 tháng 11. Và ba cô gái có số lượt bình chọn cao nhất ở mỗi khu vực sẽ có cơ hội để xuất hiện trong top 15. Và Phương Anh mong rằng là quý vị khán giả và tất cả các bạn sẽ ủng hộ cho Phương Anh trên hành trình này. Xin cảm ơn cả nhà.